sở kinh doanh và gặp gỡ các nhân viên đối tác làm ăn của tỷ phú Hoàng Kiều. Cô là khách VIP trong buổi tiệc hoành tráng do bạn trai 72 tuổi tổ chức. Người đẹp khoe vai trần ngực đầy, vui vẻ bắt tay chào hỏi các khách mời trong buổi tiệc. Ngọc Trinh là tâm điểm chú ý của mọi người. Nữ người mẫu cùng bạn trai tỷ phú và con dâu con trai của ông nâng ly uống mừng năm mới. Ngọc Trinh ngượng ngùng khi được ông Hoàng Kiều giới thiệu long trọng trong buổi tiệc. Tỷ phú thuê cả đoàn múa lân và biểu diễn khuấy động chương trình. Cụ người mẫu Đào Lan Phương, con dâu ông Hoàng Kiều, khá thân thiết với Ngọc Trinh. Á hậu áo dài Minh Phương đồng hành cùng mỹ nhân quê Trà Vinh trong chuyến đi Thượng Hải. Ông bầu Vũ Khắc Tiệp cũng dự sự kiện do tỷ phú Hoàng Kiều tổ chức. Nếu thấy tin tức hay và ý nghĩa,